Chiều nay 31 tháng 7, nhiều ngân hàng đã đồng loạt phát đi thông báo sẽ giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 nhóm đối tượng ưu tiên kể từ ngày mai, mùng 1 tháng 8. Đó là 7 ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, ACB, Techcombank và MB. Bắt đầu từ ngày mai thì 5 nhóm đối tượng ưu tiên bao gồm doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ cao sẽ được 7 ngân hàng trên giảm lãi suất cho vay 0,5% so với mức lãi suất vay vốn hiện nay về quanh mức 5% đến 5,5% một năm. Trong thời gian tới, các ngân hàng khác có thể đồng loạt giảm lãi suất cho vay theo 7 ngân hàng chủ chốt này, tạo nên một mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn mới trên thị trường.